Như thường lệ, trong phần tiếp theo của Cà phê Ngầm Mới, chúng tôi sẽ được điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật được báo chí quan tâm đăng tải và chia sẻ. Không chỉ thi công 3K 4 kiếp suốt ngày đêm, nhiều nhà thầu còn sẵn sàng tăng cường máy móc nhân sự hỗ trợ nhà thầu khác đang gặp khó, nỗ lực đưa hai dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông vào hoạt động trước dịp nghỉ lễ mùng 30 tháng 4. Báo Pháp Luật Việt Nam trang nhất và trang 1 có bài viết dồn sức thông xe hai dự án cao tốc Bắc Nam trước ngày 30 tháng 4. Tại kỳ họp thứ 10 Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải thông xe dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo và 30 km đầu tiên cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt. Sau chỉ đạo này, từ chủ đầu tư cho đến các nhà thầu đều đang nỗ lực từng ngày để đưa các dự án về đích. Hai dự án Diễn Châu Bãi Vọt và Cam Lâm Vĩnh Hảo đều thuộc các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, đều được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo đến nay đã cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện thông xe. Dự án này do liên danh tập đoàn Đèo Cả, công ty 194 làm nhà đầu tư, tổng chiều dài 78,5 km, số vốn hơn 8.900 tỷ, đi qua địa bàn 3 địa phương là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Trong khi đó, cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt vẫn còn ngổn ngang công việc. Doanh nghiệp thực hiện dự án cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt là công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng. Dự án có chiều dài hơn 49 km qua địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng 50%, còn lại là vốn nhà đầu tư. Ông Ngô Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Ban điều hành cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt, Ban quản lý dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các nhà thầu đang tập trung cao độ dồn nhân lực vật lực thi công 3K 4 kiếp. Chúng tôi đang nỗ lực để đưa 30 km đầu tiên của dự án kịp thông xe trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việt Nam là một trong 7 quốc gia tham gia chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu và điều này giúp cho đất nước ta có thể hướng tới mục tiêu đạt được tăng trưởng kinh tế, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Trên trang nhất và trang 6, báo Đại đoàn kết có bài viết khu công nghiệp sinh thái giải pháp phát triển bền vững. Phản hồi từ các địa phương đã cho thấy những lợi ích đáng kể về kinh tế, môi trường và xã hội từ phát triển. Dự án khu công nghiệp sinh thái sẽ góp phần nhân rộng việc thực hiện mô hình này để phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững ở Việt Nam. Kể từ năm 2015, khi bắt đầu triển khai dự án thí điểm khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam đến nay, mô hình này đã được thể chế hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật, cao nhất là ở cấp nghị định của Chính phủ. Đây là kết quả quan trọng đặt nền tảng cho việc triển khai thực hiện chuyển đổi cũng như xây dựng mới các khu công nghiệp theo mô hình sinh thái tại Việt Nam. Có thể thấy, việc xây dựng và chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái đang mang lại hiệu quả bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội cho phát triển công nghiệp là yêu cầu bức thiết, xu thế tất yếu trong phát triển công nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, không hề dễ dàng và vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ở góc độ doanh nghiệp, chia sẻ về những khó khăn, bà Trần Thị Tố Loan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ cho biết, đầu tiên là vấn đề về nguồn vốn, tài chính. Chi phí cho việc thực hiện các giải pháp chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn hoặc các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, trong khi nguồn lực của doanh nghiệp có hạn. Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến việc xây dựng, phát triển các khu công nghiệp sinh thái còn thiếu và chưa thống nhất, gây cản trở cho các khu công nghiệp trong việc chuyển đổi mô hình phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phân khúc căn hộ chung cư sốt nóng, giá bán tăng mạnh, trong khi thị trường bất động sản vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Theo các chuyên gia kinh tế cảnh báo, nếu không sớm thực hiện luật đất đai để đưa các phân khúc khác vào, thì phân khúc chung cư sớm muộn cũng có nguy cơ nổ bong bóng. Báo Lao động trang nhất trang 3 có bài viết nguy cơ nổ bong bóng chung cư. Phân tích về tình hình thị trường bất động sản hiện nay, theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế đã nêu bật tình trạng thực tế của thị trường bất động sản Việt Nam là khủng hoảng phân khúc. Từ 2 năm trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã nêu lên hiện trạng này và đưa ra hai phương pháp giúp phục hồi phân khúc nhà ở giá rẻ là chuyển qua ngân sách và ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cảnh báo, thị trường bất động sản Việt Nam hiện vẫn có nguy cơ bong bóng với phân khúc chung cư do cung cầu không còn cân đối hoặc đi ngược hướng vì nguồn cung giảm. Do đó, ông Nghĩa cho rằng nếu không cảnh báo từ hiện tại và không sớm thực hiện luật đất đai để đưa các phân khúc khác vào, thì phân khúc chung cư sớm muộn cũng sụp đổ, có thể là từ nay đến cuối năm, khiến chính sách chiết lược của Chính phủ cũng ảnh hưởng. Còn theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa đánh giá, luật đất đai mới tạo ra những cơ hội để khắc phục các vấn đề tồn tại trong thị trường bất động sản Việt Nam, nhưng cần được truyền thông đúng đắn mạnh mẽ về phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ. Bên cạnh đó, một mặt cũng phải nói về rủi ro. Ngoài ra, cần đẩy nhanh thủ tục pháp lý xây dựng phương án mới về chính sách nhà ở cho người nghèo, khắc phục hậu quả, nếu không phân khúc chung cư lên giá một mình rồi sẽ tự sụp đổ. Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, song việc phát triển loại hình nhà ở xã hội đến nay vẫn chưa đạt được những hiệu quả như kỳ vọng.
và một trong những nguyên nhân là do thiếu quỹ đất. Trên trang 1 và trang 7, báo Đại Đoàn Kết có bài viết Thiếu quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, một trong những nguyên nhân khiến cho việc phát triển nhà ở xã hội của các địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, đó là thiếu quỹ đất quy hoạch dành cho phát triển nhà ở xã hội. Trên địa bàn cả nước hiện đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm nhà ở xã hội. Bên cạnh một số địa phương quan tâm quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, thì vẫn có một số địa phương chưa quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội. Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình cho biết, có nhiều chính sách phát triển nhà ở xã hội, chẳng hạn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng tập trung tăng nguồn cung phân khúc này. Tuy nhiên, vốn vay chưa quan trọng bằng quỹ đất. Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, trao đổi với báo chí, tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết, chúng ta đang thiếu quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, mà nguyên nhân là do một số địa phương hiện nay chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Đặc biệt là chưa chủ động dành đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khi phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo theo quy định của luật nhà ở. Thậm chí có địa phương chỉ trông chờ vào 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội có được thông qua phát triển các dự án nhà ở thương mại, dự án phát triển đô thị. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều yếu tố sẽ tác động đến mục tiêu này. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng sau 11 năm. Trang 6, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp có bài viết thận trọng mục tiêu đấu thầu vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 3 năm 2013, trước tình hình giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,2 triệu đồng một lượng. Trong cùng năm có 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng được tổ chức. Cũng trong bối cảnh tương tự khi giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới đến hơn 10 triệu đồng một lượng, vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cho biết tuần này sẽ tăng cung vàng miếng ra thị trường qua đấu thầu. So sánh giữa hai thời điểm đấu thầu vàng miếng có sự khác biệt rất rõ rệt. Trong giai đoạn 2008 đến 2012, trạng thái vàng toàn hệ thống ngân hàng bị âm. Đặc biệt trong những năm từ 2008 đến 2011, các ngân hàng quy động vàng vào và bán ra nhưng chưa mua lại được. Do đó các ngân hàng phải mua vào để bù đắp các trạng thái mà ngân hàng đã bán. Còn ở thời điểm hiện tại, giá vàng đang ở chu kỳ hoàn toàn khác, đồng thời nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mà thuộc về vấn đề của thế giới. Hơn nữa, tại thời điểm năm 2013, chỉ số đô la Mỹ đang ở mức thấp, khoảng 70 đến 80 điểm, còn hiện tại chỉ số này đang ở mức 106 điểm và vẫn đang có xu hướng tăng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong việc tổ chức đấu thầu vàng miếng. Đối với việc đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước chỉ có hai lựa chọn, lấy vàng dự trữ hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu về gia công vàng miếng SJC để bán. Đối với trường hợp thứ nhất, nếu lấy vàng dự trữ mà giá vàng tăng, Ngân hàng Nhà nước sẽ ghi nhận lỗ, còn nếu giá vàng giảm thì sẽ có lãi. Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất của Ngân hàng Nhà nước luôn là bảo toàn được giá trị và có tính thanh khoản cho dự trữ quốc gia. Do đó, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ không mua lấy vàng dự trữ để bán, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các ngân hàng trung ương khác đều mua thêm như Trung Quốc. Theo Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương, các nước đang có xu hướng thắt chặt, đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với chính phủ, doanh nghiệp bị điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Tính chất các vụ việc này cũng ngày càng phức tạp và khó khăn hơn trong ứng phó xử lý. Điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước, đòi hỏi phải phối hợp để chủ động ứng phó. Và nội dung này được đề cập trên trang 1 và trang 5 báo Đại biểu Nhân dân với bài viết có nhan đề Xu hướng điều tra phòng vệ thương mại ngày càng khắt khe. Theo Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, trên thế giới, việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đã không ngừng gia tăng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có tới 76 vụ việc điều tra mới được ghi nhận. Theo đánh giá của Cục Phòng vệ Thương mại, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng vệ thương mại đã được củng cố và hoàn thiện. Tuy nhiên hiện nay, các vụ việc có xu hướng điều tra phòng vệ thương mại khắt khe hơn. Các nước đang có xu hướng thắt chặt, đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với chính phủ, doanh nghiệp bị điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Tính chất các vụ việc cũng sẽ ngày càng phức tạp, khó khăn hơn trong ứng phó xử lý. Điều này thể hiện thông qua việc yêu cầu các bên tuân thủ chặt chẽ về mặt thời gian trả lời câu hỏi, yêu cầu bổ sung thêm nhiều tài liệu, thông tin, dữ liệu trong khi thời gian trả lời thì bị hạn chế. Việc xin gia hạn gặp nhiều khó khăn, rào cản ngôn ngữ.
Cục Phòng vệ Thương mại cũng lưu ý trong bối cảnh thách thức này để hỗ trợ doanh nghiệp, đại diện Cục Phòng vệ Thương mại đề xuất các cơ quan đại diện thương mại ở nước ngoài cần cung cấp thông tin sớm hơn, phối hợp kịp thời đầy đủ hơn và có những cảnh báo khuyến nghị cho các hiệp hội doanh nghiệp có thể ứng phó tốt hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ từ vài trăm ngàn đồng, người có nhu cầu có thể sở hữu tài khoản ngân hàng với tên tài khoản tùy ý. Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc các tài khoản ngân hàng được bán tràn lan trên mạng đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo sử dụng cho mục đích là luân chuyển dòng tiền. Báo Lao Động trang nhất và trang 8 có bài viết rầm rộ bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. 2 phút sau khi đăng bài tìm mua tài khoản ngân hàng trong nhóm mua bán tài khoản ngân hàng thẻ ATM toàn quốc, lập tức có hàng chục tài khoản bình luận vào bài viết này. Những người làm dịch vụ cho biết khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ qua tài khoản Telegram hoặc Zalo. Ở đây chúng tôi cung cấp tài khoản cho tất cả các loại băng, mức giá đầu nguồn. Nhận làm băng theo yêu cầu, liên hệ Telegram hoặc Zalo tài khoản quy quàng bình luận vào viết. Với mỗi loại dịch vụ, người này nhận mở tài khoản của 8 ngân hàng khác nhau. Dịch vụ mở tài khoản ngân hàng online theo tên, mức giá dao động từ 150 đến 550 tùy ngân hàng. Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc các tài khoản ngân hàng được rao bán rầm rộ trên mạng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ lừa đảo với hình thức mới trong thời gian gần đây. Theo đó, các đối tượng lừa đảo thu mua hàng loạt các tài khoản ngân hàng, sau đó đi tìm tài khoản trùng tên lên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Đầu tiên, các đối tượng sẽ tìm mua tài khoản ngân hàng bất kỳ. Tiếp đó, các đối tượng sẽ đi tìm người có tên trùng với tài khoản trên mạng xã hội, thực hiện hành vi hack thẳng tài khoản Facebook, gửi link vào tin nhắn để cài cắm mã độc, gửi email chứa link dẫn đến web cướp tài khoản. Khi nạn nhân chẳng may sập bẫy, đối tượng sẽ nhanh chóng cướp tài khoản Facebook và nhắn tin mượn tiền hoặc tung tiếp các đường dẫn dụ dỗ thêm các nạn nhân khác bằng Facebook của người bị hại.